Miền Quê Đông Bắc thân mến chào toàn thể quý vị khán giả của kênh Miền Quê Đông Bắc nhé. Hôm nay mình đã trở lại thăm một mô hình chăn nuôi cá tại khu vực thôn Bản Cậu nhé, xã Bắc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nhé, để thăm lại cái mô hình của anh Ma Văn Quốc nhé, giám đốc của trung tâm karaoke Đồng Quê. Đêm nay đến thì cảm nhận đầu tiên mình thấy là mặt nước ao rất là đẹp. Đây tuy là hơi nắng một chút nên là mình đã đến đây để cùng review lại cho toàn thể quý vị xem và cùng chiêm ngưỡng hàng vạn con cá đang ở dưới ao. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy là quang cảnh ao thì nước rất là trong. Đấy, mình sẽ cùng xuống phía bên dưới để kiểm tra độ trong của nước nha quý vị nhé. Đây quý vị có thể thấy là nước rất là trong luôn. Nước trong xanh. Rất là đẹp. Đây ngay phía bên dưới ao thì hàng vạn những con cá rô và cá chép. Số lượng rất là lớn. Thực ra ở khu vực các cái xã lân cận ở đây thì chưa có một hộ nào nuôi nhiều đến như thế. Anh chủ nhà thì chủ ao này thì rất là mạnh dạn đầu tư, đã nuôi một số lượng lớn như thế này. Và lát nữa chúng ta sẽ qua bên kia để chúng ta cùng xem thức ăn chủ yếu cho cá là gì nhé. Đây cá đây hàng hàng những hàng vạn con cá luôn. Và bây giờ mình sẽ di chuyển về phía khu vực chăn này để xem thức ăn cho cá hôm nay có những gì nhé. Đây ngay phía dưới mặt nước đây, đàn cá khi mà chúng ta xuất hiện ở đây thì nó đã tập trung đến đây khá là đông rồi, nó đi ở dưới nước. Đây, quý vị có thể quan sát thấy ngay bên dưới mặt nước rất nhiều luôn. Và bây giờ mình sẽ chuyển ra bên kia để xem nguồn thức ăn của nó, quý vị nhé. Và đây trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy là một cái bao vỏ bao bì của cái bao cám bình thường nhé, cám chuyên rô nhé. Nhưng mà ở trong này là những cái bống ngô mà người dân tộc ở đây người ta nấu rượu bằng hạt ngô ấy, để gọi là tăng thêm thức ăn thô cho cá. Đây và quý vị có thể nhìn thấy là ở trong cái xô này đây. Bây giờ ta sẽ mở ra xem thức ăn của nó hôm nay là có những gì nhé. Đây quý vị có thể quan sát, đây là những cái bống ngô, cái hạt ngô, ngô hạt đấy, mà ở đây thì khu vực đây thì người ta nấu rượu ngô hạt rất là nhiều luôn, nên là anh ấy tận dụng là mua về để giảm thiểu cái chi phí mua thức ăn tăng trọng, thức ăn công nghiệp. Và bây giờ mình sẽ cùng kiểm nghiệm xem cá nó ăn như thế nào đối với dòng thức ăn này nhé quý vị nhé. Và chúng ta hãy cùng lấy máy sát lại ở ngay cái góc dưới bên dưới này để mình có thể chăn thử xem là cá nó ăn hạt ngô như thế nào. Đây và ngay bên dưới góc máy thì quý vị có thể thấy mình bắt đầu thả những cái hạt ngô xuống và xem. Những con cá rô nhỏ nhỏ là rô ta. Còn đa phần những con to là rô đường nghiệp. Thế này. Kích thước nó lớn như thế này nó có khoảng 4 đến 5 lạng một con rồi. Đây nó vào ăn đây, quý vị có thể nhìn thấy đây. Rẽ nước luôn. Với số lượng rất là đông luôn nhá, ở ao này hàng vạn con rô luôn và một vạn chép nữa. Đủ chép luôn, chép V1 này, chép màu hồng ấy, rất là nhiều luôn. Đấy các bạn có thể thấy nhìn thấy nó ăn hạt ngô đây nhá quý vị nhá. Nó rắc hạt ngô đây. Đây mình sẽ rắc để cho nó vào ăn là quý vị có thể quan sát này. Tốc độ rất nhanh, quý vị còn không thể kịp quan sát này, nó ăn rất khỏe luôn nhá. Đây. Và lát nữa mình sẽ kêu chủ nhà lấy một ít cám biên nổi ra để test. Để có thể ghi hình được những loạn cá nó ăn nhiều nhất để cho toàn thể quý vị cùng xem nhá. Nó vào ăn rất nhiều luôn, đàn chép thì nó ăn ở sâu hơn nhá, nó đến nhưng mà nó đi đi sâu dưới kia. Đấy, mình chỉ test đến như thế này thôi là quý vị có thể nhìn thấy rồi. Đây. Vào ăn rất khủng khiếp luôn. Đây, quý vị xem.
hạt ngô không kịp chìm hết luôn vào ăn. Đấy, tốc độ. Đây quý vị xem. Hàng vạn con cá. Chúng cứ bầu lại dưới này như thế này này, đây này, bên ngoài này nó hơi hơi chói ánh nắng thì mình review nó không được rõ lắm, mình chỉ lấy một góc máy chỗ này này. Để cho các bạn có thể nhìn, chúng ta có thể nhìn thấy rõ này. Đấy, lát nữa mình sẽ dùng một ít thức ăn viên nổi nhé. Bây giờ mình đã test cái này rồi, ăn rất là tốt luôn. Mùi đứng đây, mùi thơm nồng men rượu lắm quý vị ạ, rất là đẹp. Nếu mà giá nó hợp lý cho mua cái này về, cá nó vẫn phát triển rất là tốt. Thế này, quý vị có thể nhìn thấy này. Rất tốt luôn. Đây, khu ao rất là rộng và đẹp. Đây, nó đã vào tháng 9 rồi, nó đã có sương rồi. Mặt nước bắt đầu nó nổi sương rồi. Ao này rộng khoảng 3 mẫu nhé quý vị nhé. Hơn 3 mẫu. Diện tích khoảng hơn 9.000 mét mặt nước. Đối với nếu mà nuôi được một vạn con cá rô này và một vạn chép này và một số chấm nữa thì nếu mà bình quân trung bình rô đến 1 cân thì quý vị có thể nhẩm tính ra được một số lượng lớn như thế nào. Rất là nhiều luôn. Và đây bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ông chủ ao này cho ăn và sẽ kiểm tra cá nha quý vị nhá. Nắng quá mình nhìn nó không rõ lắm. Đây nhá, hạt ngô nhá. Để xem ông chủ cho ăn và sẽ kiểm tra con cá xem tốc độ lớn nó thế nào. Đổ lại. Lại. Sợ tí nữa câu lấy một con lên xem thôi. Về em rắc nhé, em rắc thôi anh. Sợ à. Thôi được, tí nữa lấy hạt ngô móc câu lấy một con lên kiểm tra. Rồi anh cho ăn đi. Đây quý vị cùng xem nhé. Xem đàn cá nó hàng vạn con nó vào ăn nó sẽ thế nào. Đấy. Đấy bên này anh quá ở bên này một phần rồi thì quay mới nhìn thấy bên kia ngược nắng quá. Úi giời, quý vị có thể quan sát. Một vạn con cá vào ăn đi. Đây. Do buổi sáng sớm mình đến cái hình nên là nó chói ngược ánh nắng quá, nhìn không rõ. Nhưng mà các quý vị có thể thấy mặt nước chuyển động là biết một vạn con cá nó ăn như thế nào rồi. Nghe tiếng kêu nó rộm rãm nó thấy lạnh cả người rồi. Quý vị có thể thấy mặt nước chuyển động kinh khủng không? Đấy, đang chăn hạt ngô á. Hạt ngô thì nó chìm nhá quý vị nhá, nên là nó sẽ ăn ở dưới. Rất khủng khiếp luôn. Và bây giờ mình sẽ đi lấy một cái câu về để bắt một con cá lên để kiểm tra xem tốc độ lớn của nó như thế nào nhá. So với lần trước và lần này đến thăm lại. Đây, hiện giờ trên tay mình đây là mình đã mắc cái hạt ngô ở đây rồi. Do không bắt được cá nên kiểm tra cái chất lượng xem cá nó lớn như nào thì mình sẽ sử dụng cái hình thức là chúng ta sẽ câu. Lấy cần tre ra câu lên một con để xem cái tốc độ lớn nó như thế nào. Đấy. Để nó không vào. Giờ nó ăn kia nó. Đấy, do không không bắt được cá này là bây giờ sẽ phải kiểm tra bằng hình thức là câu lên một con để xem nào. Nắng quá quý vị ạ. Bên trong bên dưới trắng này kìa.
muốn kiểm tra em, cho các vị thị phạm xem đúng thật con cá này cũng dễ khó, rất là khó lấy. Bốn tháng năm lạng. Từ đầu thả bằng cái hạt ngô ấy mà 4 tháng bằng 5 lạng này là được rồi. 5 lạng. Đẹp lắm nhỉ. 4 tháng chỉ là 4 tháng. Đây quý vị có thể nhìn thấy là rất đẹp. Rất đẹp luôn. Ở dưới này còn nhiều thế. Đang mồi con to này, nó không vào lại con. Ao rất đẹp, nước trong xanh. Thôi mình xin phép được kết thúc clip tại đây. Quý vị nhớ để lại một lần đăng ký. Và nếu hay thì quý vị hãy chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi video của mình.